Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada Thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào đọc lá thư của chị Jolichu đến từ bên Mỹ với cái tựa đề nhổ cỏ tận gốc Thuyết xin thay mặt tất cả mọi người trong câu chuyện tình, thay mặt Võ Ái Khanh, nhất là Ngân nữa Xin cảm ơn quý khán thính giả rất rất nhiều đã quan tâm và theo dõi câu chuyện diễn ra ở xứ sở La Phong nếu các bạn à, thấy rằng câu chuyện của thuyết đem đến những cái hữu ích nhất định trong cuộc sống hàng ngày thì xin chia sẻ giới thiệu bạn bè anh em có thể là để vào à, xem kênh của thuyết để cho kênh của thuyết càng ngày càng phát triển thêm và đó cũng chính là động lực để à, à, tăng thêm cái niềm động viên cho thuyết để làm những video tiếp theo hay hơn vâng à, thưa quý vị và các bạn câu chuyện của ngọc bích à, đem cái túi à, Uh, túi xi măng uh, có tiền ở trong đó và không biết có những thứ gì ở dưới nữa mang đến nhà thuyết vẫn đến bây giờ vẫn khiến cho thuyết run rẩy uh, thuyết không biết rằng là nếu mà may mắn mà hôm nay đứa con trai nó lại không đòi nếu mà nó không đòi ăn mì tôm thì cái túi cứ để đó thì không biết nó sẽ cái hậu quả của nó sẽ như thế nào và có thể uh, cái chuyện mà bùa yêu mà hôm trước thuyết đang muốn bảo là xin được làm sao thử bùa yêu có thể sẽ trở thành sự thật Uh, thuyết không biết rằng là trong túi đó nó có bùa và nếu bùa đó thì là bùa gì uh, ở đây thì có khi theo Thuyết nghĩ rằng là ông thầy phù thủy với lại bác sĩ Trần tất cả mọi người ở bên phía bên kia ấy thì họ có có lẽ rằng họ chỉ coi như là quan tâm vấn đề về chuyện um, bùa yêu thôi các bạn những bùa khác thì Thuyết không biết nhưng mà uh, có vẻ như tất cả mọi người trong câu chuyện này đều dính trong cái chuyện bị bùa yêu đúng không ạ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ đi nhặt lá vàng rơi rồi đi làm thơ làm thần đủ các kiểu trên đời vâng nói thật các bạn là đến bây giờ hiện tại là đang uh, gần 5 giờ chiều rồi thì hai đứa con của thuyết nó cái tầm này là bao giờ nó cũng đi tập thể dục thể thao có nghĩa trong tranh thủ mùa hè là chúng nó đi ra nó đạp xe đạp xong đến khi nó ra một cái sân bãi đá bóng có cả những cái bóng rổ ở đó thì nó uh, chơi bời ở đấy nó rất đông thì cái tầm này thì thuyết mới có thể ở nhà một mình thì uh, thuyết vừa đốt khoảng lửa tiếng đồng hồ các bạn bởi vì khi đi chùa về thì các uh, sư thầy cho thuyết mấy cái ná bùa bảo dán vào cửa ở bên ngoài một cái, ở bên trong mấy chỗ các thầy coi như là uh, bảo thuyết dán vào là một. Cái thứ hai là các thầy cho một uh, cái uh, cái gì nhỉ? cái gọi là uh, hương trầm. Vâng, thuyết đốt thì nó khói nghi ngút ở trong nhà các bạn ạ. Thì thuyết phải đi ra bên ngoài lửa tiếng đồng hồ thì coi như là cái hương trầm đó tức là đốt nửa tiếng đồng hồ ít nhất là thời gian là như vậy, các thầy nói vậy thì cái căn nhà bên này nó không giống như bên Việt Nam đâu các bạn nó kín lắm bởi vì nó khi mà mùa đông thì nó tuyết nó lạnh như vậy mà âm mấy chục độ C mà chứ nó không có cửa sổ giống bên Việt Nam tức là có cửa sổ nhưng mà toàn cửa sổ kính hết đến khi mà bạn đôi khi muốn mở lên cũng khó nữa thì ở đây là khi đốt xong là phải tức là mình phải cho cái hương khói này ra trên là thuyết rất may mắn là thuyết có một cái cái máy hút máy hút ở đây là khi mà bật máy lên thì nó sẽ hút tất cả cái không khí ở trong trong ngoài để uh, trong nhà để đi ra bên ngoài ở đây là trước lúc mà thuê nhà thì thuyết có một bà chị uh, từ ngày xưa ở hồng kông ấy, cách đây mấy chục năm rồi ba mươi mấy năm chị ấy tặng cho thuyết cái máy đó và cái máy này chính là cái máy dùng để có như trồng cây cần sa các bạn ạ ngày xưa chị ấy cũng đi trồng cây cần sa lậu có nghĩa là những người trồng cây cần sa lậu thì họ phải giữ nguyên cái nhiệt độ trong nhà lúc nào cũng là bao nhiêu độ đó và đến khi cần thiết thì họ họ sẽ bật cái bộ phận cái máy đó lên nó sẽ hút cái không khí ở trong ở cái nhà trồng cây cần sa bởi vì các bạn biết là khi tuyết nó rơi dày đặc như vậy có như là trời lạnh như vậy thì bắt buộc phải trồng cây cần sa phải trồng ở trong nhà để cho làm sao để cho nó giữ được cái nhiệt độ trung bình ví dụ như là 10 độ C thì cứ như vậy là 10 độ C và không bị tuyết rơi đúng không ạ còn nếu bạn trồng ngoài trời một năm chỉ trồng được hai vụ thôi nhưng nếu họ trồng trong nhà thì một năm là trồng được bốn vụ thì cái câu chuyện của thuyết hôm nay uh, trong cái lá thư của chị Chu nó cũng liên quan một chút tới vấn đề cây trồng cây cần sa ở tại Thái Lan và cái máy của thuyết hôm nay là chính cái máy mà họ đã trồng cây cần sa và hiện tại máy uh, thuyết dùng để mà hút những cái không khí ở trong nhà ra khi mà uh, cái cây khi mà thuyết đốt cái uh, cái uh, gọi là cái trầm hương ấy các bạn cái hương trầm hương của các sư thầy cho thuyết ấy là nó khói nghi ngút trong nhà và khi mà phải mở cả cửa ngoài nữa và bật hết cỡ cái máy đó ra độ tầm độ khoảng nửa tiếng hơn nửa tiếng Đó mới hết mùi có nghĩa là sao các thầy nói rằng cái uh, cái bùa mà cái túi mà bích mang đến nó là một cái bùa ở đây thì các thầy không nói nó là bùa gì uh, bùa ma quỷ và phải đốt những cái đó để xua đuổi những cái tà khí trong trong nhà mình đi thuyết đã nói thật các bạn là Uh, mở hết các cửa, các thứ lu bu để có như là đuổi, xua đuổi Tức là lôi hết cái không khí mà nó tồn tại trong nhà ra rồi Và đến bây giờ thì Thuyết mới bắt đầu vào để uh, chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay và với chúng ta Thì trước khi đi vào đọc lá thư của chị Dô Lê Chu Thì Thuyết đã đọc một uh, qua một lần rồi Thì Thuyết cảm thấy uh, tất nhiên là quan điểm của mọi người đều là đúng cả Nhưng mà trong vấn đề này thì nói thật với các bạn Thuyết có một cái điểm yếu chết người À, chính trong câu chuyện của Ngọc Bích, Thuyết biết rằng là ngày mai Thuyết cũng sẽ nhận được rất nhiều gạch đá của quý khán thính giả khi mà ông thầy ở Thái Lan nói rằng uh, người ta chơi mình thì mình phải chơi lại, có nghĩa là sao? Họ muốn cho mình ở uh, dính bùa thì ngược lại mình sẽ chơi lại họ để cho họ chính họ bị coi như là người ta gọi là cái gì nhỉ? Gậy ông đập lưng ông để cho họ phải chịu các hậu quả đó. Nhưng Thuyết lại không muốn điều đó. Ờ, tính thuyết thì rất nóng nảy khi mà mới bắt đầu xảy ra chuyện chẳng hạn như có xô sát gì đó thì có thể chiến đấu luôn tại chỗ bằng bất cứ giá nào nhưng mà khi câu chuyện nó qua rồi thì tính thuyết này trầm nắng trở lại và lúc nào cái quan điểm sống của thuyết nó vẫn giữ giữ nguyên từ xưa đến nay có nghĩa hại người chính là hại mình nếu mình bây giờ làm cho họ điên dại như vậy thì mình có sống yên ổn hay không có nghĩa là trong cả cuộc đời thì nương tâm của thuyết sẽ bị cắn dứt có nghĩa khi thấy họ bị điên điên khùng khùng như vậy và cái cái lý do cái nguyên nhân chính là do mình gây ra thì nói thật các bạn là không ăn không ngủ được đâu. Đấy là tính cách của thuyết nó yếu như vậy. Trên là thuyết cũng xin lỗi quý khán thính giả. Thì trước khi đi vào chia sẻ câu chuyện này thì thuyết có lõi một chút về cái tình hình của bác sĩ trần hiện nay bởi vì có rất nhiều người quan tâm đến tình cảnh của bác sĩ trần hiện nay khi mà ngày hôm qua thuyết đọc rất nhiều bình luận thì các bạn đều cho rằng bác sĩ trần đang đóng giả là bị điên bởi vì trước đó khi mà bác sĩ trần ở trong trại giam ở thái lan thì bác cũng đã từng đóng giả bị điên rồi và nhờ cái ông bác sĩ tâm lý chứng nhận cho mình bị 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 cái bệnh tâm thần hay gọi là bị cái bệnh trầm cảm và trong tình trạng này thì có vẻ như bác sĩ Trần cũng đang đóng giả để làm sao Ngân xuất hiện để viết những cái bài thơ tình mà những cái bài thơ tình này sẽ khiến Ngân có thể là ngây ngất sẽ yêu bác sĩ Trần và không bao giờ từ bỏ được bác sĩ Trần một bạn tên là Hương Nguyễn nói như thế này là một bài thơ tình Trần ghi tặng từ em Ngọc Trinh, em Tào Hoa, em Phạm Hoa, em Tám Trang, em Ngân và vân vân khắp nơi trên thế giới, Trần tặng uh, 1.001 bài thơ cho các em trên thế giới mà Ngân lại hóa dồ hóa giải bán lấy cái củ lẳng của Trần để rửa giấy và Ngân chỉ thích mút cái củ lẳng của Trần thôi. Vâng, và xin cảm ơn bạn Hương Nguyễn hôm nay lại thêm một cái danh từ, một cái ngôn từ mới đó là củ lẳng. Không biết củ lẳng ở đây là cái gì nữa hảo sư cù treo lù lẳng à, ngày xưa thuyết nghe cái câu gì mà các cụ nói tiếng trung quốc là hảo sư cù lung đẳng trẻo gì đó <laughs> thì hôm nay thuyết lại nghe đến cái từ cù lẳng của bạn hương nguyễn bạn hương nguyễn giải thích rõ cái từ cù lẳng của bạn nhé tại sao lại ngân lại thích mút cái cù củ lẳng của bác sĩ trần cái cù lẳng là cái gì hả bạn còn bạn Tuyết Anh và một số bạn nữa thì cho rằng bác sĩ Trần viết bài thơ đó là viết bài thơ tặng cho bà Ngọc Trinh thôi bởi vì trong bài thơ đó có nói đến có ví đến cái cuộc cái cuộc tình đó nó như là một cái cuộc tình ở thác nước Lê-Ga-Ra. nó có nói đến cái từ thác nước Lê-Ga-Ra. thì các bạn cho rằng bài thơ đó không phải là viết cho Ngân mà viết cho thác nước uh, viết cho bà Ngọc Trinh bởi vì câu chuyện của bà Ngọc Trinh xảy ra ở thác nước Lê-Ga-Ra tuy nhiên điều này thì chúng ta nghe có vẻ là không chính xác bởi vì theo như thuyết biết thì chính bác sĩ trần cũng là uh, cầu hôn mà đưa đưa ngân lên trên thác lức lê ra để cầu hôn và trao nhẫn cầu hôn ở trên đó uh, không biết hiện tại bây giờ trên ngón tay của ngân còn có chiếc nhẫn cầu hôn đó hay không thuyết cũng không biết nữa nếu mà uh, thật sự đợt này mà về vẫn thấy ngân đeo chiếc nhẫn đó có khi là phải bảo ngân tháo cái chiếc nhẫn đó ra uh, và ở đây nói thật với các bạn như thế này uh, Thuyết thì vẫn có linh cảm rằng bài thơ mà bác sĩ Trần viết đó là viết cho Ngân chứ không phải là cho bà Ngọc Trinh bởi vì bà Ngọc Trinh cái câu chuyện đã đọc quá lâu rồi nó đã cả gần nửa thế kỷ nó cũng dài như câu chuyện của Thuyết ngày xưa rồi và cái người ấy đã chết thật sự ở dưới thác nước Liệt ra chứ không phải là uh, như là một cái gọi là một chị một mất mười ngờ như là ngày xưa ví dụ như là cái câu chuyện vượt biên của gia đình nhà võ ái khanh ấy thì không ai nhìn thấy tận mắt cái cảnh coi như là gia đình nhà võ ái khanh đắm tàu và chết đúng không ạ nhưng câu chuyện của bà, bà ngọc trinh thì nó rõ như ban ngày Cho nên là theo thuyết nghĩ rằng cái câu chuyện tình đó có thể nó đã lãng quên trong trí nhớ của bác sĩ trần rồi mà chẳng qua cái ngôi miếu của, của bác sĩ trần đó chỉ là uh, gọi là bác ấy làm đó để mà tưởng nhớ bà ấy thôi còn tất cả những cái hiện đại mà đang diễn ra với cái con người thực dụng như bác sĩ Trần thì những bài thơ này là gửi tặng cho các em ở bên cạnh và như bạn Hương Nguyễn đã nói đó các em ở đây có thể là 1001 em trong đó không biết có ai không Thuyết Đăng muốn nói rằng là không biết có ai không là có ai trong trong cái số mà quý khán tính giả đang theo dõi trên kênh định cư Canada không chẳng hạn như bạn Phương Hoàng hay là bạn Đoàn Thị Điệp hay là uh, chị Đỗ Thị Thương Hương Bình hoặc là ai ai đó đúng không ạ Ngày hôm qua thì Thuyết nghĩ rằng là chắc là bác sĩ Trần nghe cái bài thơ của chị Đỗ Thị Hương Bình Cho nên là bác ấy mới có cái cao hứng để làm thơ tình Bởi vì chị Đỗ Thị Hương Bình thì là một cái chuyên gia chuyên trị viết những bài thơ tình Hôm qua thì lại viết cho Thuyết một cái bài thơ cái gì bị hâm hâm gì đó Thì uh, chị uh, Đỗ Thị Hương Bình nói rằng uh, rất may mắn trong cuộc đời uh, Về phần cuối cuộc đời lại có một cái sân chơi rất là hợp với chị Vâng, cái sân chơi này uh, có thể phù hợp với tất cả những tất cả các lứa tuổi, có nghĩa từ những người 18 đôi mươi cho tới những người 7, 80 tuổi, bởi vì tất cả chúng ta trên cuộc đời này ai cũng mong muốn có những cái mối tình tuyệt vời, có những mối tình để đời và sẽ sống mãi với thời gian và không gian, cũng mong chị Đỗ Thị Hương Bình có một cái mối tình như vậy. Trong ngày hôm qua, tất nhiên trên cái sân chơi này cũng có rất nhiều những bạn mà uh, có có ý muốn muốn phá phách hôm qua hôm nay thuyết đọc nhưng mà không biết là cái cái lời bình luận đó đã biến đi mất đi đâu mất rồi hình như của một bạn tên là đô thanh à, thuyết không nhớ chính xác trăm phần trăm nhưng cái từ đô là chính xác rồi đô thanh hay là đô gì đó thì bạn ấy đã nói rằng à, thuyết là con người nợ dụng à, chồng của võ anh khanh mới chết mà lại lao vào coi như là à, làm cho kiểu như là gia đình người ta thế nọ thế kia à, tất nhiên những cái lời bình luận đó thuyết cũng không muốn chia sẻ không muốn đọc lên nữa tùy bạn suy nghĩ thế nào thì suy nghĩ thôi nhưng mà À, các bạn biết đó à, việc làm của mình lời nói của mình thì có ông trời ông nhìn chứ không phải là các bạn cứ nói cứ làm những cái gì đằng sau lưng và điều không tốt mà có thể là các bạn qua mặt được ông trời đâu à, ngay cái hành động của ngọc bích cũng vậy đúng không ạ nếu mà hôm nay à, thuyết không tự nhiên là đứa đứa con của thuyết nó lại nhớ ra Là phát hiện ra chứ còn thì các bạn mà nếu không có trời mà nhìn sự việc đó thì thuyết sẽ không bao giờ phát hiện ra được đúng không ạ một người như thuyết thì nó kiểu hay uh, không kiểu mình không hay có tính nghi ngờ đấy đôi lúc nào cũng nghĩ người ta giống mình thành ra chính người ta lợi dụng cái vật cái tính cách của mình như vậy mà để làm những cái chuyện quái ác tuy nhiên vẫn không thể qua mắt được ông trời hiện nay thì theo thuyết biết là bác sĩ trần cái tình hình của bác sĩ trần vẫn đang ngơ ngẩn như vậy không biết bác đã biết được cái nghe cái thông tin mà ngân đã trở về Canada hay chưa nhưng cái thông tin mới nhất của thuyết biết được là hai vợ chồng anh gọi là anh thu vinh À, người vợ tên là thu và ông chồng cũng tên là Vinh các bạn nhé Vâng ở Việt Nam mình có nhiều người trùng tên nhau đúng không ạ anh ta là trùng tên với người cha Vinh ở bên này sinh đứa con uh, tên là Quang đó và đang ngân đang nuôi đứa con của anh Vinh đó đúng không ạ? thì ở đây theo một cái thông tin thuyết biết thì bà vợ bà vợ cả của ông Trần á, của bác sĩ Trần á, tức là thấy bác bị bệnh như vậy nhưng mà rất thở ơ, không chăm nom gì, quan tâm gì nhiều, mà đặc biệt lại bây giờ lại sấn vào quan tâm, nói chuyện, uh, mời đi ăn uống rồi thì nằm quen với vợ chồng của anh Thu Vinh, lý do tại sao vậy? Lý do bởi vì người vợ tức là bà Bạch Vân này mới tìm ra một cái phong cách tức là một cái một cái cách làm ăn mới. Đó chính là cái câu chuyện coi như là trồng cây cần sa, trồng cây cần sa tại Thái Lan. À, theo như thuyết biết thì đất nước Thái Lan từ năm 2018 đã đưa ra một cái chính sách và đến năm 2022, tức là trong 4 năm nghiên cứu thì đất nước Thái Lan đã quyết định cho người dân trồng cây cần sa như là ở người Canada có nghĩa trên thế giới bây giờ hiện tại theo như thuyết tích chỉ có ba nước thôi Canada là một Colombia là hai và Thái Lan là ba ba nước này tức là cho người dân trồng cây cần sa và không liệt cái cây cần sa vào cái loại chất uh, chất ma túy chất cấm và Thái Lan đã thả tự do cho 4.200 tù nhân liên quan tới câu chuyện cần sa bởi vì trước đây người ta bắt uh, anh về cái tội cần sa nhưng bây giờ cần sa không phải là là cái chất cấm nữa trên là người ta thả ra tất cả những người bị tù về cái chuyện liên quan tới cần sa đều được thả ra là khoảng 4.200 tù nhân nha các bạn thì ở đây hiện tại là đất nước thái lan cho kinh doanh cũng giống như ở bên thái lan à, cũng giống như ở bên canada tuy nhiên bà vợ của bác sĩ trần á, là bà bạch vân á, thì lại không thể đứng tên để mà kinh doanh được bởi vì anh phải có quốc tịch anh phải có là người của thái lan thì anh mới trồng được cái cây cây đó anh mới có thể đi mua đất anh mua cây giống và anh đăng ký với nhà nước để trồng được bởi vì anh đăng ký ví dụ tôi trồng một nghìn cây một vạn cây anh trồng bao nhiêu cũng được trồng càng nhiều càng tốt miễn làm sao phải đóng thuế cho nhà nước và từ lúc trồng ví dụ anh khai báo là ví dụ tôi trồng một nghìn cây sau đó là uh, anh coi như là khai báo với nhà nước là một nghìn cây sau đến ngày thu hoạch thì anh phải bán cho nhà nước cho chính phủ để chính phủ sử dụng cái đó uh, uh, chứ không phải là anh coi như là trồng xong anh bán tùm lum ra ngoài bên thiên hạ đâu uh, không có cái kiểu như vậy anh bắt buộc phải đóng thuế nhà nước cho nên là từ cái vấn đề này thì bắt buộc anh phải có hộ chiếu ở đó chứ người ta không cho người nước ngoài vào trồng tùm lum đâu nha và trong cái câu chuyện này thì chính cái bà bạch vân này đang nhờ thông qua thông qua vợ chồng anh thu vinh uh, để coi như là nhờ vợ chồng anh ấy đứng tên để có thể là trồng những cái cây này bởi vì các bạn biết là khi mà cái luật nó mới ra ấy mà người nào mà đi lại đầu tiên thì người ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền có nghĩa là nó chưa bão hòa các bạn ạ ví dụ bây giờ ví dụ người ta làm độ khoảng vài năm sau cái cây cần sa nhiều người trồng quá nó bão hòa thì lúc đó cái giá cả nó sẽ không đắt nhưng nếu người nào đi tiên phong thì lúc đó có thể là cái số lãi nó rất là cao và nếu họ có vốn đầu tư nhiều nữa thì ở đây thuyết không biết bà tào à, bà bà bạch vân có tiền nhiều hay không nhưng bà là quan chức của một một cái ông công an giám đốc công an tỉnh ở ở phúc kiến ở trung quốc thì chắc chắn tiền nhiều rồi và cái số thứ hai là bác sĩ Trần vừa lấy được 50 triệu đô đó. Thì ông Thuyết nghĩ rằng chắc chắn nó cũng phải lòng trong túi túi bà Bạch Vân có khi cũng cả lửa cái số tiền đó. Đúng ạ. Chứ là bà thiếu gì để đầu tư vào trong chuyện này. Đây là cái thông tin về cái vấn đề mà bác sĩ Trần hiện tại bên Thái Lan. Tất nhiên còn nhiều thông tin khác về cái câu chuyện này. Nhưng Thuyết sẽ xin chia sẻ ở phần sau. Tức là ở hai video cuối cùng trong ngày hôm nay. Còn bây giờ Thuyết xin đọc lá thư của chị Jolie Chu đến từ bên Mỹ với tựa đề Nhổ cỏ tận gốc thân chào các bạn câu chuyện tình yêu tam giác éo le biến thành câu chuyện lừa đảo xã hội đen niên quốc gia xảy ra cũng bởi vì một kẻ đã gần đất xa trời nhưng lòng tham thì không đáy số tiền quá lớn mà cả đời vật lộn với tấm bằng bác sĩ y cũng không thể nào có được vụ lừa đảo tình tiền đến nay đã gần đến hồi kết thúc nhưng mầm mống trỗi dậy của nó sẽ không dễ dàng bị dập tắt vì vậy chúng ta, những người đứng về phía chính nghĩa phải làm gì? Con tinh xả tu luyện ngàn năm, nhân vật chính và cũng là nguyên nhân của mọi tội ác có thể được tha thứ hay phải bị cho vào nhà đá để nó có thời gian ngẫm nghĩ, câu gieo gió gặt bão. Đặc biệt là những tội lỗi mà con rắn độc này đã gây ra từ cái bộ phận dinh, sinh dục của nó. Với nghề bác sĩ tâm lý, Cuối đời nhạc bất quần đã có cơ hội ngàn năm một thủa kiếm được 200 triệu đô la chỉ bằng với cái bộ phận sinh dục của mình mà không phải làm đự, làm lụng cực nhọc gì. Một con mồi béo bở đã lọt vào tầm ngắm của y cách đây khoảng 8 tháng, đó là một phụ nữ 53 tuổi có một gia tài giá à, đáng giá hơn 200 triệu, quá chồng mấy năm đang tương tư một chàng trai mới lớn, sẵn sàng dâng hiến tất cả tài sản của mình cho người thanh niên này. Nhưng với lòng tự trọng cao độ, người thanh niên có tên Hùng đã từ chối số tiền khủng đó. Sự tự trọng của người thanh niên này là cơ hội vàng cho nhạc bất quần nhảy vào chiếm đoạt số tiền 200 triệu. Với khẩu hiệu treo đầu dê bán thịt chó, đó là tình yêu thì không có tội. Lợi dụng khẩu hiệu tình yêu không có tội, nhạc bất quần đã lấy được 50 triệu đô la đó cũng là một phần tư số tiền thừa kế của một cháu bé sơ sinh mà nhạc bất quần đã trao đổi nó với một cháu bé khác để hoặc sau đó phi tang vết tích rồi tuyên bố bé nhẫn không phải là người thừa kế của ngân hoặc giải pháp thứ hai là lập công với người phụ nữ khờ khạo này để lấy cho được cô ấy cũng có nghĩa là lấy được 200 triệu đô la một cách hợp pháp qua sự u u ca, -ca của người phụ nữ này. Nhân đây nhắn với nhạc bất quần rằng Đồng ý tình yêu thì không có tội Nhưng lừa đảo tiền 50 triệu đô la Và đánh cháo trẻ sơ sinh là có tội nhé Nhạc bất quần có thể làm u mê một vài phụ nữ Nhưng còn nâu nhạc bất quần mới có thể lừa bịp một tập thể cộng đồng mạng Đang ngày đêm theo dõi từng hành động của nhạc bất quần Và đưa ra nhiều biện pháp trừng trị thỏa đáng Ai cũng đồng thuận rằng con tinh rắn nhạc bất quần cần phải bị đập đầu và chúng ta phải đập đầu đó như thế nào. Sau đây là một vài thiền ý. Một Thời gian gây ra tội ác tráo đổi bé nhẫn, nhạc bất quần không hề có hồ sơ bệnh án ở Canada, kết luận rằng y bị bệnh tâm thần. Vì vậy, mọi tội ác xảy ra trước thời gian được kết luận bị bệnh tâm thần trong nhà tù Thái Lan đều có hiệu lực pháp lý và phải xử lý đúng tội. 2 thời gian cưỡng bách tình dục một bệnh nhân tâm thần là Phạm Hoa cũng xảy ra trước thời gian nhạc bất quần được tuyên bố là bị bệnh tâm thần ở Thái Lan, cho nên tội này có hiệu lực pháp lý. Mặc dù nạn nhân Phạm Hoa không tố cáo, nhưng các bằng chứng rành rành rằng Phạm Hoa đã được bệnh viện kết luận mang thai 7 tuần lễ, sau đó xảy thai một cách bất ngờ thì bất cứ qua liên quan đến vụ kiện lừa đảo tiền bạc và đánh cháo trẻ sơ sinh cũng có quyền sử dụng tình tiết này để làm tăng nặng tình tiết phạm tội của nhà bất quần. Tại đây, một thiếu nữ khác có thể nằm trong danh sách nghi ngờ đã cho Phạm Hoa uống thuốc phá thai cũng sẽ bị niên đới. 3. Vấn đề chuyển 50 triệu đô la từ một người phụ nữ có hồ sơ bị bệnh tâm thần vào túi riêng của mình. Không một lý do chính đáng nào cả thì đó là một vụ lừa đảo lớn. Luật sư của ngân rất dễ đòi lại số tiền này không thiếu một xu, nhạc bất quần phải bán tháo, bán đổ tài sản mà trả lại cho phía bị hại. 4. Nhạc bất quần không thể nào chứng minh rằng trong thời gian y gây ra các tội tội ác y đã bị mắc bệnh tâm thần, lý do cứ mỗi 2 năm làm mới lại bằng hành nghề y khoa thì nhạc bất quần có bổn phận phải trả lời khoảng 20 câu hỏi trong đó có những câu hỏi như mình uh, có bị bệnh về tâm thần hay không để được tiếp tục cấp giấy phép hành nghề thì nhạc bất quần phải đánh vào cái ô rằng y không hề bị bệnh tâm thần hay thế nực gì cả cho nên có chạy đằng trời thì nhạc bất quần cũng không thể chứng minh rằng mình bị mắc bệnh tâm thần khi gây án để giảm nhẹ tình tiết và tội lỗi. 5 sự về hưu của nhạc bất quần chỉ nam mang chỉ là mang tính cá nhân và tạm thời y cần phải bị cấm hành nghề vĩnh viễn để không còn có thể làm hại bất cứ phụ nữ nào nữa phụ nữ có thể uh, có nhan sắc thì y chiếm đoạt tình dục phụ nữ có tiền thì y cướp tiền với những tội ác và sự xác nhận vì bị bệnh tâm thần tại thái lan luật sư của ngân cần gửi những bằng chứng này lên hội đồng y khoa toronto để hội đồng này cấm y không được hành nghề một cách vĩnh viễn tức là tước bằng bác sĩ của nhạc bất quần vì nếu không làm điều này thì nhạc bất quần có thể hành nghề bác sĩ trở lại bất cứ lúc nào y muốn và làm hại thêm nhiều người khác nữa 6. Gần đây, lại xuất hiện một vị thiếu nữ khá xinh đẹp nhưng không muốn kiếm tiền bằng tài năng và lòng tự trọng của chính mình. Thay vào đó, cô đã liên kết với nhạc bất quần để kiếm tiền, giống y như nhân vật Nguyễn Phi Nong, nhưng có thể gian át hơn Nguyễn Phi Nong rất nhiều. Cô này đã dùng vốn tự có để mồi chài chàng trai có tên là Tuấn ngủ với mình. Qua lời kể của cô bé Ngọc Anh, sao cô chỉ muốn ngủ với bố của con, ngủ với Tuấn không được, Cô ta bèn bắt qua Hùng, một nhân vật đẹp trai và mới có bằng cử nhân và có việc làm ổn định. Cô lại lợi dụng sự u mê mê tín của bà mẹ à, chàng trai đã mua chuộc gã phù thủy bói toán để xe duyên con trai bà cho mình. Bị chàng trai Hùng phất nở, cô ả à, à, tẽn tò nói chớ rằng mình chỉ đùa thử lòng Hùng cho vui, trong khi ả à, không có một cái cớ nào để thử như vậy cả. Bị cộng đồng mạng vạch mặt ăn tiền, làm tay sai cho nhà bất quần để chữa thẹn cũng như nhân đó mời chào nhạc bất quần lấy mình, vì nhạc bất quần mới trôm được 50 triệu đô la của ngân, cô ta mời nhạc bất quần lấy mình uh, thì chắc mẩm rằng nhạc bất quần sau khi chia tiền cho các bà vợ bên tàu thì mình cũng được vài triệu đô la chứ hẳn. Ở Việt Nam có cái gọi là gái gọi, tức là ai gọi thì họ đến thỏa mãn tình dục cho người ấy để lấy tiền, tức là đĩ hạng sang, không phải là loại đĩ hạng thường chuyên đứng đường mời gọi khách. Loại gái gọi cao cấp này đa số là đẹp và có học. Ở đây, chúng ta có một cô thiếu nữ cũng có chút học thức, nhưng thay vì để nhạc bất quần, Tuấn và Hùng gọi cô ta, thì cô thiếu nữ này tự gọi các nhân vật như Tuấn, Hùng và nhạc bất quần. Vậy thì cô gái này thuộc loại gái gọi hạng sang hay chỉ là nà ở mức độ soàng soàng, đồng hạng với gái đứng đường? Câu hỏi này các bạn tự xếp hạng nhé. Tội nghiệp cô ta đã bị hai mũi đầu từ chối. Chúc cô may mắn với mối thứ ba là nhạc bất quần. Hy vọng cô kiếm được ít nhất một triệu đô la từ số tiền của Ngân từ tay nhạc bất quần để nuôi các em và báo hiếu cha mẹ. Tiện đây nhắn rằng cô cứ kiện ông Linh đi, chúng tôi chờ xem mèo nào cắn mỉu nào. Như anh Thuyết đã phân tích, chúng tôi cũng chia buồn buồn với cô là ông Nguyễn Đăng Lưu không bị quả báo ung thư như cô hằng áo ướp thành thật chia buồn về điều này nhé. 7. Ở Việt Nam hiện nay cũng có cái gọi là trai gọi, tức là lam mại dâm chuyên nghề thỏa mãn tình dục cho chắc cho các chị em có nhu cầu để kiếm tiền. Ở đây chúng ta thấy có một chuyện kiếm tiền tương tự, đó là có một kẻ đã dùng tình dục để kiếm tiền 50 triệu đô la và còn một âm mưu đem người phụ nữ tâm thần đáng thương này về tàu để lột cho hết sạch 150 triệu đô còn lại. Vì vậy, nếu nói nhạc bất quần cũng là một loại đĩ đực dùng tình dục để kiếm tiền thì điều này có gì đó sai có một điều phải công nhận là đĩ đực ở Việt Nam có tư cách hơn nhạc bất quần nhiều vì họ mua bán dâm sòng phẳng không nửa đảo ai còn nhạc bất quần tư cách tệ hơn đĩ đực ở Việt Nam rất nhiều vì y vừa làm đĩ đực vừa lừa đảo Tôi viết bài này không ngoài mục đích đưa ra vài ý kiến về cách đối phó với nhạc bất quần. Ngay cả khi y, y trốn luôn ở tàu, chúng ta cũng có thể khởi kiện vắng mặt. Bằng như quá tiếc số 150 triệu đô la còn sót lại, nhạc bất quần sẽ mon men trở lại Canada và Ngân sẽ là mục tiêu duy nhất không thể nào khác được. Tóm lại, y để tống nhạc... À, tóm lại... Y để tống nhạc bất quần vào tù, đó là mục đích mà chúng ta phải đem ra bàn luận. Cuối thư, cá nhân tôi xin gửi lời cảm kích và thương mến đến hai thầy giải dạ, bùa ở Thái Lan, vợ chồng cô Yến, Đoàn Dư, Hùng, Võ Ái Khanh và Thuyết. Thân chào tất cả các bạn và chúng ta cùng nguyện cầu cho một kết thúc có hậu kẻ gieo gió phải gặt bão. Zolichu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là toàn bộ lá thư của chị Jolie Chu đến từ bên Mỹ uh, với cái tựa đề nhỏ cỏ tấn gốc. Nói thật với quý khán thính giả rằng Khi mà đọc uh, lá thư của chị Jolie Chu Thì Thuyết cũng chẳng biết phân tích như thế nào Bởi chị uh, nói quá hay Mà nói đến tức là um, uh, Như thế nào nhỉ Tức là vừa nói vừa phân tích hết rồi Đấy. Chứ là trong câu chuyện này Thì nói thật với các bạn là uh, Thuyết không biết là nói sao cả uh, Bản thân Thuyết thì không có Chính kiến gì trong chuyện này nhé các bạn Bởi vì uh, Thuyết không làm được những cái chuyện mà Uh, ví dụ biết cả người ta có có tội nhưng thuyết không làm được cái cái chuyện là đưa người ta vào tù. Uh, chẳng hạn bây giờ làm chứng để đưa một người nào đó vào tù, mặc dù biết người ta có tội rồi nhưng thuyết cũng rất khó làm. Uh, không biết tại sao cứ cái tính gọi là như là anh trai của thuyết nói này, uh, cái tính gọi là tính bao đồng mà cái tính sống không thực tế, uh, không thực tế và đôi khi coi như là như là hại cả mình chính vì cái tính cách đó, thuyết sẽ đứng ở ở giữa, có nghĩa là chẳng hạn bác sĩ trần trở về Canada hoặc bác sĩ trần không trở về Canada mà trở về Trung Quốc, mà những người trong cuộc vẫn muốn kiện thì cứ việc làm, uh, thuyết không đưa ra bất cứ ý kiến gì là ủng hộ ai hay là không ủng hộ ai trong câu chuyện này. Uh, hay nói chính xác hơn, có nghĩa là thuyết um, chỉ đứng giữa, thuyết chia sẻ tất cả câu chuyện đó đang diễn ra như thế này, như thế này. À, như vậy thôi để cho tất cả chúng ta đều hiểu là câu chuyện nó đang diễn ra như thế và ai là người khởi kiện ai là người coi như là um, quyết tâm làm việc này và bác sĩ Trần sẽ đối phó ra sao ở trong phía bên kia ra sao ra sao Đấy, Thuyết sẽ đưa tất cả những cái cái gì mà Thuyết nó nhận được những cái thông tin chứ còn thì uh, ví dụ bây giờ tất cả mọi người uh, ký vào một cái đơn này bảo Thuyết ký thì Thơ Thuyết cũng coi như đứng ngoài cuộc thôi nói thật với các bạn lá thư của chị Jolie Chu hay quá mà thuyết đọc cũng cố gắng không cười. Có những cái cái chuyện mà đến bây giờ khi mà đọc xong thuyết vẫn đang phân vân đặt câu hỏi là có thật hay không có thật. Có nghĩa là chị Jolie Chu ở bên Mỹ, không biết là lâu nay chị có về Việt Nam hay không. Nhưng mà chị còn biết cả ở Việt Nam bây giờ có cái gọi là đĩ đực và 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 coi như là chị so sánh coi như là bác sĩ trần với đĩ được ở Việt Nam thì đĩ được ở Việt Nam vẫn song phẳng hơn nhiều tức là họ rất là song phẳng ví dụ ra giá chẳng hạn một triệu một đêm thì coi như là quý bà nào đó thích coi như là thì coi như phải trả một triệu một đêm họ tức là song phẳng trao bán song phẳng à, cô thích tôi à, trẻ đẹp và tôi làm cho cô mê mẩn à, tôi sẽ được tiền cô phải trả tôi một triệu nhưng trong khi đó thì người ta không lừa đảo có nghĩa người ta song phẳng đúng không ạ trao đổi song phẳng với nhau còn trong câu chuyện này thì bác sĩ trần lại mang tính chất lừa đảo ở đây gọi là bác sĩ trần đã ví ví coi như là trước đây thì coi như là chị dô Lê chu ví của bác sĩ trần là nhạc bất quân tức là khi là có nhạc là 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 cởi trần cởi chuồng để nhảy sách còn đến bây giờ thì coi như là chị lại ví coi như là bác sĩ trần với coi như là nghĩ được ở việt nam không biết là, là chị Jolie Chu có tìm hiểu trong câu chuyện đĩ được cái chưa, liệu rằng ở Việt Nam có chuyện đĩ được đó hay không, thuyết thì chưa thấy bao giờ. Đấy, mặc dù cách xa Việt Nam mới có hơn 10 năm nay nhưng vào thời điểm đó là không có, còn bây giờ có hay không thì mình không biết. Nhưng mà chuyện này từ xưa nay thì đâu có mà nếu mà nói thật các bạn uh, như thế thì quá xấu hổ đúng không ạ? Đàn ông mà đi làm cái nghề đó thì thôi chết đi cho nó xong, làm sao có mặt mũi để nhìn ai được ví dụ như là uh, lại uh, hôm nay đứng ở ngoài đường bắt đầu lại coi như là làm cái nghề đó coi như lại gặp một người quen nào đó người ta phát hiện ra thì làm sao mà còn mặt mũi ngày mai đi ngẩng mặt đi ra ngoài đường để nhìn ai thế coi như là như thế xấu hổ thì coi như là thôi nói thật là các bạn không có cái chỗ, chỗ nào để mà chui xuống đúng không ạ chỉ có thôi nhảy xuống sông xuống biển mà tự tử làm gì có cái nghề đó tuyết thì tuyết vẫn không tin Trước đây thì chỉ có con con trai đi tán con gái, cái chuyện đó là chuyện, chuyện đương nhiên đúng không ạ? Nhưng thời nay thì nó có một cái sự công bằng hơn, có nghĩa có nhiều cô gái thì tự chủ động là tìm đến đàn ông thì chuyện đó là ok, bởi vì sao? Bởi vì nam nữ đều bình đẳng và coi như là ai cũng là có một cái tình yêu. Đôi khi gặp phải cái tình trạng mà những người đàn ông đó nó kém cỏi quá, chẳng hạn như là cả buổi tối đi chơi đọc có hỏi mỗi một câu là tối ngày mai em có đi họp đoàn không chẳng hạn thì những cái chàng trai đó như vậy không biết nói chuyện như vậy thì thôi phải chủ động mà coi như là thổ lộ cái tình yêu của mình cái chuyện đó là chuyện bình thường đúng không ạ còn cái chuyện mà đi ra đứng đường đàn ông đi ra đứng đường vào tựa vào gốc cây lại uốn éo nọ kia cái thứ thì a à, nhưng mà trong cái chuyện này thì thuyết thấy có một cái phần là, là ví dụ như là uh, những đồng tính ở bên Thái Lan có rất nhiều quay nhiều người quay video đó rồi thì uh, những ở bên Thái Lan là có những cái quán bar đồng tính các bạn thì những người đàn ông coi như là mặc quần áo như là phụ nữ và họ họ tức là để tiếp tiếp với những người đàn ông có nghĩa là họ uh, không biết nói như nào nhưng là đại khái nó là như vậy. chứ nó nó không giống cái kiểu như chị Jolie Chu nói là đi được ở Việt Nam thì uh, ai cần thì coi như là người ta sẽ ok. Vâng, trong một cái ý khác nữa, ở đây chị Jolie Chu cũng rất là lịch sự không nhắc tên một người con gái bởi vì thực ra đôi khi nhắc tên thì có khi là người ta hỏng cả một cuộc đời, cả một tương lai đúng không ạ? Bởi vì cô gái đó vẫn có thể làm lại cuộc đời. À, nói thật như thế vẫn có thể làm lại bởi vì vẫn còn trẻ chung và có học thức thì uh, uh, thuyết cũng hy vọng rằng cô gái đó khi nghe cái lá thư của chị Jolie Chu thì sẽ suy nghĩ lại làm lại cuộc đời tất nhiên là trên cuộc đời này tiền thì ai cũng thích nhưng tiền đó phải là của mình tự uh, bàn tay trí óc của mình làm ra chứ là đi đi coi như là, là cướp của một người khác thì đồng tiền đó nó cũng sẽ bay biến đi mất thôi không phải của mình không nên chiếm hữu đi nó và ở nói thật ra mà nói một cái số tiền độ khoảng bây giờ như là chị Jolie Chu nói đó ví dụ như bác sĩ Trần uh, coi như móc được của ngân 50 triệu đô rồi bây giờ cho mỗi bà Trung Quốc độ khoảng răm ba triệu thì cô gái này kiểu gì cũng trả được răm ba triệu đô các bạn tính là cả cuộc đời mà đi làm á nói thật là kiếm được vài triệu đô á cả cuộc đời này không kiếm được đâu nếu bây giờ bỏ đi buôn bán À, kinh doanh nhà hàng cái gì cái gì đó nó, nó nó thì nó cái chuyện đó mình không nói nhưng mà để đi làm một cái công việc trong công viên nhà nước công chức nhà nước hoặc là những công việc bình thường kể cả ra đại học một cái trường đại học kể một một bác sĩ chăng nữa bác sĩ bên này là kiếm nhiều tiền nhất nhưng mà để kiếm được bởi sau đến khi để có dư ra một vài triệu đô đó là cực kỳ khó bởi vì kể cả bác sĩ trần đúng không ạ lương một tháng một năm mấy trăm ngàn đô nhưng mà nó vẫn đủ các loại chuyện đúng không ạ mua nhà tiền đóng thuế cho nhà nước rồi đủ các loại tiền chứ không phải là như ở Việt Nam đâu Việt Nam thì đâu có thể tuyết sống ví dụ như căn nhà của các bạn ngày xưa như tuyết ở cả đời không bao giờ thấy bị mất thuế hình như bây giờ Việt Nam cũng bị mất thuế nhà rồi nhưng số tiền nó không đáng kể bao nhiêu cả nó mấy đồng bạc thôi nó không đáng kể nhưng bên này nó nhiều loại tiền thuế lắm ạ thì đến khi đúc kết lại dù tiền lương có cao trừ tất cả các khoản đi để mà tích cóp được mấy triệu đô không phải là chuyện đơn giản thế mà cuối cùng chỉ đi coi như là uh, chỉ đi cuộc ta cuộc tác một tí với này uh, anh Trần một tí mà được mấy triệu đô thì uh, tất nhiên là nhiều cô gái sẽ làm chuyện này đó theo thuyết nghĩ nó là như vậy kể cả có học thì người ta cũng uh, vứt cái chuyện học đó đi cái bằng đại học coi lúc đó chả làm được cái gì để kiếm được vài triệu đô không phải đơn giản đúng không ạ nên là họ coi như là sẵn là có cái cái vốn tự có đấy là họ kiếm ăn được tuy nhiên theo luật nhân quả thì tiền đó không phải là của mình thì tiền đó uh, sẽ nó cũng sẽ bay biến đi thôi uh, bạn có thể lấy được của cái người đàn ông nào đó nhưng cuối cùng số tiền đó nó cũng sẽ không cánh mà bay nó có rất nhiều kiểu có thể bạn đã bị một cái chàng trai khác lừa lại có thể bạn bị một căn bệnh nào đó và sau đó sau một thời gian để chữa trị căn bệnh đó thì tiền tiền cuối cùng là cũng bay biến mất nó có nhiều kiểu để mà mất đi lắm ông trời một khi ông lấy lại không cho bạn sử dụng cái số tiền đó rồi thì bạn có bằng cách nào cũng không thể giữ được. Cho nên là đừng có tham tiền quá. Tiền của mình làm ra thì chẳng nói làm gì, còn tiền của túi người khác và của người ta thì đừng cố gắng mà chiếm hữu, nó sẽ có hậu quả đến cho các bạn. Thì câu chuyện này nó là đương nhiên rồi, theo thuyết nghĩ thì ai cũng hiểu được. Và vấn đề của chị Jolie Chu ở đây vẫn giữ, vẫn giữ giữ cho người con gái này, có nghĩa là không nhắc tên của người ta, có nghĩa là muốn để cho người ta vẫn còn một cái cơ hội để làm lại cuộc đời. Đấy, chứ còn bây giờ vạch uịch ra cái tên đuổi rồi thì uh, như thế này như thế kia rõ ràng quá thì đôi khi người ta chính cái điều đó người ta lại uh, bị cái lòng tự ái coi như là điên tiết lên thì lại cứ càng lao vào. Có nghĩa đáng ra người ta quay đầu nhưng mà vì bực tức quá thì người ta có thể lại cứ lao vào cuộc như là con thiêu thân bệnh, đúng không ạ cũng không khác gì ngân trong cái thời gian vừa qua ấy, khi mà bị cú sốc với hùng rồi tuyên bố đi bác sĩ trần mọi người càng khuyên thì ngân càng lao vào như con thiêu thân các bạn biết rằng con thiêu thân cái ngọn lửa nó cháy bùng bùng như vậy nhưng mà con thiêu thân nó biết chết nhưng nó vẫn cứ lao thẳng vào trong ngọn ngọn lửa đó thì cái hành động của ngân trong thời gian vừa rồi nó cũng thế và ở đây chắc là chị jolie chu sợ rằng cái cô gái có cái trình học trình độ học vấn khá cao này có thể sẽ vì cái sự mà uh, đóng góp thẳng thắn quá của mọi người thì sẽ như con thiêu thân nào vào ngọn lửa bởi vậy chị vẫn uh, mở ra cho cô gái này một con đường và chính con đường đó có thể khiến cho cô gái này uh, trở thành một cái một con người con gái chững chạc có học vị và đưa những đứa em của mình trở thành những để cho chúng nó noi hương. Vâng thưa quý vị và các bạn, video thứ hai trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video sau.